xin chào các bạn nhé. Wow, một chú khỉ này các bạn ơi. Đầu tiên mình phải giới thiệu cái này trước. Này, đây là một khẩu súng người nhện Spider-Man các bạn ơi. Wow, Spider-Man 3. Ok, màu bạc nhé các bạn nhé. Tiếp đến đó là một khẩu súng tí hon nha, bắn đạn hit nha, ba nòng luôn. Súng này bắn cực mạnh luôn. Ok. Wow, một khẩu súng lục vàng bạc này. Đạn cũng màu vàng luôn. ZF-140. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng 22 trong Half-Life các bạn này. Thì rất là xịn sò nha. Súng này bắn mấy viên ra một nha các bạn nha. Ok. Tiếp đến là một khẩu súng ngắm các bạn ơi. Súng ngắm này rất xịn sò nha. Cái này giống súng săn hơn các bạn ạ. Hay săn thú trong rừng ấy các bạn ơi. Ok. Wow, đây là một khẩu chú khỉ đột này các bạn ơi. Đấy, nhìn sợ chưa? Wow, có các vết chém này. Wow, tay đang cầm xích này. Các bạn nhớ trong bộ phim gì không các bạn ơi? Rất là bạn trận luôn. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng hình khủng long các bạn nha. Bình chứa nước màu ghi này. Wow, rất là nhiều nòng luôn. 2, 4, 6 nòng các bạn nha. Ok. Tiếp đến đó là một lần tàu màu xanh dương. Wow, mặt màu trắng này. Có mặt cười màu trắng. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng lục bạc. Có viền xanh là để nhấn các bạn nhé. Ok. Wow, một chiếc máy bay Boeing. Rất xịn sò luôn. Rất đẹp. Ok. Tiếp đến đó là một mèo tôm của cháu các bạn ơi. Rất hay nha, hay ho nha, rất dễ thương này. Mặt này ngơ ngác luôn. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng lục mini ba nòng luôn. Súng này bắn đạn hit các bạn nha. Ok. Cuối cùng là một chú cá vàng rất dễ thương trong suốt các bạn nha. Rất là nhiều cái bánh răng màu sắc màu trong này. Wow, trong phim nàng tiên cá các bạn ạ. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.